cái chương trình cắt bỏ cái khoảng trắng dư ở trong chuỗi. Rồi bây giờ mình có một cái chuỗi như thế này, nó bị dư một số khoảng trắng ở đây và đây nữa. Sau khi xử lý xong mình sẽ được một cái chuỗi hoàn chỉnh, không còn khoảng trắng dư ở trong chuỗi. Thì trong VB nó có hỗ trợ cho chúng ta hai ba cái hàm là left trim, right trim và hàm trim, nhưng mà nó chỉ để cắt bỏ khoảng trống ở hai đầu chuỗi thôi. À, nó không thể cắt bỏ cái khoảng trống ở giữa như thế này. Bây giờ giao diện của mình gồm có một cái textbox là TT Input, cái textbox thứ hai là TT Output và một cái nút nút CMD Trim. Viết code cho nút CMD Trim. Mình khai báo một cái biến cái string để mình load load cái input và mình tiến hành xử lý trên cái biến str này luôn. Còn cái TT Input mình để nguyên. Thì trong VB6 nó có một cái hàm là in-string, nó dùng để tìm một cái chuỗi con ở trong một cái chuỗi lớn, tìm vị trí của cái chuỗi con trong chuỗi lớn. Thì ở đây mình sẽ đi tìm hai con trống liên tiếp ở trong cái chuỗi string, chuỗi str. Hàm này nó trả về, nếu mà tìm thấy chuỗi con thì nó sẽ trả về vị trí của chuỗi con, còn nếu tìm không thấy nó sẽ trả về không. Ở đây mình sẽ cho cái vòng lặp while nó chạy cho đến khi nào mà tìm không thấy cái chuỗi hai con trống liên tiếp ở trong cái string này nữa thì thôi. Trong này mình tiến hành relay thay thế. Ở đây mình thay thế hai con trống liên tiếp bằng một con trống. Cứ thay thế cho đến khi nào mà tìm không thấy hai con trống liên tiếp nữa thì thôi, thì mình sẽ được cái kết quả. Rồi, TT output của mình sẽ bằng trim của cái str. Thì tại sao phải trim nữa? À, sau khi mình xử lý cái công đoạn thay thế này xong nè, có thể nó sẽ còn dư cái, nó còn dư một con trống ở ở hai cái đầu chuỗi ấy. Nó sẽ có thể sẽ còn dư một khoảng trống đó, cho nên mình trim, mình cắt bỏ cái khoảng trống đó luôn. Chạy chương trình được. Cắt bỏ nó, đó, mình được cái chuỗi hoàn chỉnh. Cái đoạn chương trình này có thể nó sẽ hậu rộng mà, cho nên mình viết thành chương trình con để mỗi lần mình cần xử lý mình gọi nó cho dễ. Cách viết chương trình con nếu mà chỉ sử dụng ở trong cái form 1 thôi, bạn chỉ gọi gì nó ở trong cái nút của form 1 thì bạn dùng từ khóa là right way. Cái từ khóa này chỉ là cái phạm vi sử dụng của cái đoạn chương trình con hoặc là của cái biến hàm, cho nên mình dùng private function. Hàm này mình đặt tên cho nó là stream. Rồi nó sẽ nhận vào một tham số thuộc kiểu string là input. Kết quả của nó cũng sẽ trả về cũng được kiểu string luôn. Này, chữ input nó không cho mình nhiều chữ chữ ib. Chắc là nó trùng với từ khó hay là gì đó. Stream của mình có nghĩa là correct. Correct
ra chim 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 đúng đúng nghĩa là chim luôn, bỏ hết cái con trắng ở trong chuối. Cho nên mình dùng truyền tâm tâm trị bay qua, thêm chữ bay qua vào để nó hiểu là truyền tâm trị. Tại vì trong quy y như mặc định nó là truyền tâm chiếu. Thì cái giải thuật nó giống ở trên rồi, mình chỉ viết nó lại thành thành cái hàm thôi. Rồi, ở đây mình không dùng đoạn chương trình này nữa ha, mình gọi hàm. Bỏ cho nó thành comment. Ở đây mình sẽ gọi hàm. Thế output chấm test xếp âm stream của cái input chấm test b c cắt bỏ khoảng trắng về lỗi không hợp kiểu dữ liệu. À, xin lỗi, cho nên mình bị nhầm mà string như thế này. Cắt bỏ khoảng trống được chưa? Rồi, thì video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.